I'm Mike Bryan. Tôi là Mike Bryan. Tôi là một tour. Quần vợt chuyên nghiệp của ATP. Served out the set 6-4. And in the tie break, they won the match and the gold medal. The Americans upgrading the bronze. Bob and Mike Bryan took the gold. And this is my Lorico i7 massage. Và đây là chiếc ghế massage Lorico i7 của tôi. And I'm off. Chiếc ghế này chính là vũ khí bí mật của tôi để chống lại các đối thủ. Tôi rất mê nó. Tôi thích ngồi trên chiếc ghế sau những giờ tập luyện mệt mỏi trên sân hoặc sau khi tập thể dục. Đây là hệ thống phục hồi cơ thể của tôi. Tôi không cần phải thuê chuyên viên massage bấm huyệt nữa. Đây là tất cả những gì tôi cần. Chiếc ghế vừa vặn với cơ thể tôi và cho tôi một liệu pháp trị liệu toàn thân. Tôi đã đi thử rất nhiều ghế massage và Lorico i7 là chiếc ghế có hiệu suất tuyệt vời nhất và có công nghệ cao nhất trên thị trường. Nó còn nhiều tính năng nhất, dễ sử dụng, công nghệ 3D uốn lượn theo độ cong cuộc sống của bạn. Chiếc ghế này sẽ rất hữu ích cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là những người thường xuyên có những cơn đau mệt mỏi. Hay như tôi là một động viên chuyên nghiệp, đôi khi tôi cần kéo giãn cơ và chiếc ghế này khiến tôi bất ngờ vì nó có thể làm được điều đó. Chiếc ghế cũng cung cấp phương pháp trị liệu bằng nhiệt ở nhiều vị trí trên cơ thể và có thể điều chỉnh được. Chiếc điều khiển của ghế cũng rất đặc biệt. Tôi có thể dễ dàng điều chỉnh các chức năng của ghế chính xác theo mong muốn của tôi. Tôi rất hài lòng và thỏa mãn với hệ thống massage này. Tôi gọi như vậy là bởi nó đã giúp tôi phục hồi và có một ngày hôm sau luyện tập tốt hơn. This recovery system, I call it, because it helps me recover and then practice harder the next day. Yeah, the one một điều tuyệt vời về chiếc ghế Lorico i7 này là nó được nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp ở Mỹ. Bạn biết đấy, hầu hết ghế massage đều được sản xuất ở nước ngoài, nên cảm giác thật đặc biệt khi biết rằng chiếc ghế này đã được sản xuất ở Hoa Kỳ, ngay tại quê nhà. It's a special feeling to know that this is produced in the U.S. right at home. I've never seen a massage chair. Tôi chưa hề thấy một chiếc ghế massage có nhiều tính năng như chiếc ghế này và nó giúp bạn thư giãn tuyệt đối chỉ trong 10 đến 20 phút. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế 20 phút và nó tác động đến mọi phần cơ thể của tôi một cách hoàn hảo. Nếu chiếc ghế massage quá mạnh, tôi có thể giảm bớt cường độ một cách dễ dàng. Vợ tôi cũng dùng chiếc ghế này. Thật đặc biệt là tôi không cần phải thuê chuyên viên trị liệu hoặc một người massage bấm huyệt nữa. Về lâu dài, chiếc ghế sẽ giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền. My favorite feature tính năng mà tôi thích nhất của ghế massage Lorico i7 là zero gravity. Cảm giác như bạn đang nổi trên một đám mây vậy. Chiếc ghế ngả ra phía sau và giảm đi tất cả các áp lực ra khỏi cơ thể và khớp xương của bạn, đưa bạn vào trạng thái thư giãn nhất. Ngoài ra, chiếc ghế còn có một chế độ massage chân tốt nhất mà tôi chưa từng thấy. Nó có hệ thống cảm biến, massage sâu lòng bàn chân của bạn. Bàn chân là thứ đầu tiên mà tôi có vấn đề trên sân. Nó thường bị sưng và đau nhức sau một ngày luyện tập vất vả. Thêm nữa, chiếc ghế Lorico i7 rất dễ sử dụng, với điều khiển là một màn hình cảm ứng phẳng. Tôi có thể thiết lập một chương trình massage riêng cho mình, nhanh chóng và tiện lợi. Tôi muốn cảm ơn công ty Lorico đã phát minh ra chiếc ghế massage này. Ghế i7 rất dễ sử dụng và nó rất tốt cho cơ thể của tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cho tôi ở trên sân trong vài năm nữa. Nó tiết kiệm tiền cho tôi thay vì phải đi ra ngoài cho các dịch vụ xoa bóp bấm huyệt. Tôi có thể ngồi lên đây và chiếc ghế làm tất cả mọi thứ thuận tiện tại nhà riêng của tôi. Chỉ bước vào phòng ngủ, ngồi lên ghế, đưa tay vào và cảm nhận. Thank you, Lorico, for this chair. Một lần nữa, cảm ơn Lorico về chiếc ghế i7. Thì Ngân xin kính chào quý vị. Hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ quốc tế rất lớn, gọi là CES. Đã có hơn 200.000 người khắp thế giới đổ về tham dự. Công ty Lorico có mặt để giới thiệu ghế massage vật lý trị liệu y khoa số 1 thế giới. Vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo,
những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ mà ghế massage Luraco được vinh dự nhận giải thưởng The Best of CES 2017 trong lĩnh vực Health and Fitness. Đây là giải thưởng danh dự thứ ba mà ghế massage Luraco nhận được. Những gì mới nhất, tân tiến nhất và hấp dẫn nhất của ghế massage Luraco đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Rất đông người đã xếp hàng dài để được ngồi thử. Trong đó có những phóng viên và chuyên gia kỹ thuật. Dr. Oge là người rất nổi tiếng trong show Dr. Oge cũng đã thích thú ngồi thử chiếc ghế massage Luraco. Ông Jerome Williams đã từng là cầu thủ bóng rổ xuất sắc của NBA, cũng là chủ nhân của chiếc ghế massage Luraco, đã ví tâm và khẳng định một lần nữa, đây là chiếc ghế massage vật lý trị liệu số 1 thế giới. Và đây là một người Hàn Quốc rất nổi tiếng tại Hollywood. Hứng thú với các triển lãm của Luraco, anh đã FaceTime và post video lên Facebook cho bạn bè cùng xem. Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay, đã đưa ghế massage Luraco lên hàng đầu trong mục Being American and Buying American. Là người Mỹ, hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí Twice, nổi tiếng trong lĩnh vực điện tử tại Hoa Kỳ, đã phỏng vấn tiến sĩ Kevin Huy Lê, giám đốc công nghệ Luraco, về những sáng tạo và hiệu quả mà chiếc ghế massage Luraco đem lại cho người dùng. Trong bài phỏng vấn này, Luraco được xem là tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, làm thay đổi thị trường ghế massage, ví như Apple đã thay đổi thị trường điện thoại di động. Đây là lúc chúng ta nên mua hàng sản xuất tại Mỹ để xây dựng nước Mỹ ngày càng vững mạnh hơn. Ghế massage Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết của mỗi gia đình Việt Nam.